Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Quỹ thiện tâm, Tập đoàn VinGroup tổ chức chương trình xuân yêu thương, trao hàng chục xuất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu. Chương trình diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 1. Ngoài quận Liên Chiểu còn có quận Thanh Khê, quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Thông qua chương trình, đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị thành phố Đà Nẵng trao 100 xuất quà Tết trị giá mỗi xuất 600.000 đồng tiền mặt cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mỗi quận tổng trị giá trao tặng hơn 60 triệu đồng do quỹ thiện tâm tập đoàn Vingroup tài trợ. Nhân dịp tết nguyên đáng tương sự 2021, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên bà con, mong muốn những phần quà này sẽ góp phần giúp bà con đón một cái Tết đầm ấm hơn. Đồng thời đề nghị các cấp chính quyền địa phương tổ chức thêm nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là với những gia đình thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng.